quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả về cuộc gặp với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. Tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với ông Donald Trump. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 27 tháng 9 đã cho biết ông đã có một cuộc họp rất hiệu quả tại New York với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. Ông Zelensky và ông Trump đều đồng ý rằng cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi phải được chấm dứt. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky mô tả về cuộc gặp: "Tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với ông Trump. Tôi đã trình bày với ông ấy kế hoạch chiến thắng và chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng về tình hình ở Ukraine, hậu quả của cuộc xung đột đối với người dân của chúng tôi. Nhiều chi tiết đã được thảo luận. Chúng tôi chia sẻ quan điểm chung rằng cuộc xung đột ở Ukraine phải được chấm dứt và người dân Ukraine phải chiến thắng." Trước đó, phát biểu họp báo cùng Tổng thống Zelensky trước cuộc gặp tại New York, ông Trump cho biết sẽ làm việc với cả Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương, ông Trump cũng cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một chút để xoa dịu Moscow và tránh một cuộc xung đột đẫm máu với quốc gia láng giềng, điều mà ông cho là không cần thiết xảy ra. Theo Sputnik News, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 26 tháng 9 cho biết, quyết định có nên trao đổi bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine, chấm dứt xung đột đang diễn ra hay không, tùy thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Kirby khẳng định, Tổng thống Zelensky không nhận chỉ đạo từ Mỹ theo cách này hay cách khác trong đàm phán về lãnh thổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 9 đã công bố một loạt biện pháp trợ giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó có việc triệu tập một cuộc họp cấp cao với sự tham gia của 50 đồng minh của Kiev tại Đức vào tháng tới để phối hợp viện trợ. Ngoài biện pháp trên, ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo các khoản viện trợ quân sự gần 8 tỷ đô la Mỹ cho quốc gia Đông Âu này. Trong một tuyên bố, ông Biden nói, "Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp cấp lãnh đạo, nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới để phối hợp với các nỗ lực của hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine trong việc phòng thủ chống lại cuộc xung đột với Nga." Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine là một liên minh bao gồm 32 quốc gia thành viên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU cùng nhiều quốc gia khác đã tổ chức cuộc họp hàng tháng kể từ giữa năm 2022 để tổ chức hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Moscow có thể phá hoại ngầm các căn cứ của Mỹ nếu Ukraine được phép tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga, tờ New York Times đưa tin. Các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng Moscow có thể trả đũa trực tiếp những người ủng hộ phương Tây của Kiev nếu họ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Theo đánh giá tình báo được tờ báo dẫn trích, các nhà phân tích tin rằng ngay cả khi Ukraine được phép sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp một cách tự do, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc xung đột do lượng tên lửa hạn chế. Hơn nữa, các cuộc tấn công ban đầu, Nga có khả năng sẽ di rời các chức năng quan trọng ra khỏi tầm bắn, khiến Kiev khó đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào. Bên cạnh đó, quyết định như vậy sẽ là một canh bạc rủi ro cao và nó có thể dẫn đến các cuộc tấn công gây tử vong các loại tài sản quân sự của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Theo đánh giá, các phản ứng tiềm tàng của Nga có thể bao gồm từ các hành động gia tăng đốt phá và phá hoại nhắm vào các cơ sở ở châu Âu cho đến các cuộc tấn công có khả năng gây tử vong vào các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu. Các quan chức Mỹ được cho là sẽ tin rằng nếu Moscow quyết định trả đũa, họ có khả năng sẽ thực hiện bí mật thay vì thông qua các cuộc tấn công công khai để giảm nguy cơ xảy ra xung đột rộng lớn hơn. Mỹ và các đồng minh cũng đã cung cấp cho Ukraine 3 hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất, Storm Shadows của Anh và tên lửa SCALP của Pháp. Kiev đã nhiều lần sử dụng các tên lửa này để nhắm vào Crimea và các khu vực khác đã sát nhập của Nga. Kiev đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào Nga. Phương Tây viện dẫn những lời hạn chế này để tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột trong khi cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng động thái như vậy sẽ trực tiếp khiến cho Mỹ và NATO tham gia vào cuộc xung đột công khai chống lại Moscow,
vì Kiev dựa vào việc nhận được tọa độ mục tiêu cho vũ khí chính xác từ quân đội Mỹ. Trước đó, ông cũng đã khuyên các thành viên NATO nên nhận thức được những gì mà họ đang chơi đùa, cảnh cáo rằng một phản ứng có thể sẽ liên quan đến việc trang bị vũ khí chính xác tầm xa cho các đối thủ của phương Tây. Ngoài ra, theo các bản cập nhật được đề xuất trong học thuyết hạt nhân của Nga được công bố hôm 25 tháng 9, Moscow sẽ coi hành vi xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự tham gia hoặc hỗ trợ từ một quốc gia hạt nhân là cuộc tấn công chung có thể vượt qua ngưỡng hạt nhân. Tuần này, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày cái gọi là kế hoạch chiến thắng của mình với Mỹ, hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Trước đó, Anh và Pháp đã chỉ ra rằng họ đã chuẩn bị cho phép Ukraine tự do sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của họ, nhưng trước tiên phải có sự cho phép của Washington. Israel đã từ chối các lời kêu gọi toàn cầu về một lệnh ngừng bắn với phong trào Hezbollah, bất chấp áp lực từ đồng minh lớn nhất là Washington. Israel cũng cho biết Mỹ đã chấp thuận gói viện trợ quân sự mới cho họ. Theo Bộ Y tế Liban, một cuộc không kích vào Beirut đã khiến cho 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương kể từ đầu tuần. Tổng số người thiệt mạng đã vượt quá 600. Israel đã tấn công khoảng 220 mục tiêu của Hezbollah chỉ trong một ngày. Hezbollah cho biết cuộc không kích đã sát hại người đứng đầu một trong những đơn vị không quân của Hezbollah, Mohammad Suru. Chỉ huy cấp cao mới nhất của Hezbollah bị nhắm là mục tiêu trong nhiều ngày. Các thủ lĩnh bậc cao nhất của nhóm đã bị sát hại. Ở phía biên giới Israel với Liban, quân đội đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô mô phỏng cuộc xâm lược trên bộ. Một giai đoạn tiếp theo có thể xảy ra sau các cuộc không kích liên tục và các vụ nổ thiết bị liên lạc. Không quân Israel đang có kế hoạch hỗ trợ quân đội trong trường hợp có một hoạt động trên bộ và sẽ ngăn chặn mọi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Iran. Tư lệnh không quân Thiếu tướng Thomaba cho biết vào cuối ngày thứ Năm, Israel đã tuyên bố sẽ bảo vệ miền Bắc của mình và đảm bảo sự trở về của hàng nghìn công dân đã sơ tán kể từ khi Hezbollah phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào năm ngoái để ủng hộ cho các chiến binh Hamas ở Gaza. Khi hạ cánh tại Mỹ để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với các phóng viên rằng quân đội sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah bằng toàn lực và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Trước hết là đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Katz cho biết trên X của mình rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền Bắc. Lập trường của Israel đã dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng sau khi Thủ tướng Liban Najib Mikati, người có chính phủ bao gồm các thành phần của Hezbollah, đã bày tỏ về một lệnh ngừng bắn. Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột. Bất chấp lập trường của Israel, Mỹ và Pháp vẫn tìm cách duy trì triển vọng về một lệnh ngừng bắn 21 ngày, ngay lập tức mà họ đề xuất hôm 25 tháng 9, và cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, bao gồm cả đàm phán về bên lề cuộc họp Liên Hợp Quốc tại New York. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đã nói trong một cuộc họp báo hôm 26 tháng 9 rằng Israel đã được thông báo đầy đủ và nhận thức đầy đủ về mọi từ ngữ trong đề xuất ngừng bắn và các đồng minh hy vọng rằng đề xuất này sẽ được xem xét nghiêm túc. Mỹ là đồng minh lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không tin rằng việc Israel từ chối là quyết định chắc chắn. Sẽ là một sai lầm của Thủ tướng nếu ông từ chối vì ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về tình hình leo thang trong khu vực. Ông Macron nói với các phóng viên ở Canada, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo đề xuất này được chấp thuận và đồng thời cho biết thêm rằng Pháp đã sẵn sàng triệu tập một cuộc họp mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua đề xuất này. Các quan chức Mỹ và Israel, bao gồm cả đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk, đã có cuộc thảo luận hôm 26 tháng 9 tại New York. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer. Tại London, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng có nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện ở Trung Đông, nhưng vẫn có thể đạt được giải pháp ngoại giao. Ông Austin nói, vì vậy chúng tôi xin nói rõ rằng Israel và Liban có thể chọn một con đường khác, bất chấp sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây, giải pháp ngoại giao vẫn khả thi. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin là vô trách nhiệm. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, việc Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Nga có kế hoạch cập nhật học thuyết hạt nhân quốc gia là vô trách nhiệm. Hôm 25 tháng 9, ông Putin đã gợi ý rằng, theo phiên bản sửa đổi của học thuyết hạt nhân của Nga, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Nga bắt nguồn từ một quốc gia phi hạt nhân với sự tham gia hoặc hỗ trợ của quốc gia hạt nhân
đều có thể được coi là một cuộc tấn công chung và vượt qua ngưỡng hạt nhân. Sự thay đổi này được đề xuất ngụ ý rằng các quy định mới có thể áp dụng cho một cuộc tấn công của Ukraine vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tiên tiến do Mỹ, Anh hoặc Pháp cung cấp. Điều đó hoàn toàn vô trách nhiệm, ông Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC hôm 26 tháng 9, đồng thời cáo buộc ông Putin vung thanh kiếm hạt nhân. Ông cũng cho rằng bình luận của Tổng thống Nga là không đúng lúc khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thảo luận về sự cần thiết giải trừ vũ khí nhiều hơn, không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, giải thích rằng đề xuất cập nhật học thuyết hạt nhân của ông Putin là nhằm mục đích cảnh báo các nước phương Tây về hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Ukraine đối với Nga hoặc đồng minh chủ chốt của nước này là Belarus. Đây là tín hiệu cảnh báo cho các quốc gia này về hậu quả của việc họ tham gia vào một cuộc tấn công vào đất nước chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả phi hạt nhân. Ông Peskov nói và cho biết thêm rằng ông chắc chắn tất cả các nhà lãnh đạo và nhà phân tích đều hiểu được mức độ nghiêm trọng trong tuyên bố của ông Putin. Ông Putin chưa nói rõ khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga nhiều lần bày tỏ quan điểm dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6 tuyên bố, ông hy vọng cuộc trao đổi hạt nhân giữa Moscow và phương Tây sẽ không bao giờ xảy ra. Ông Lavrov đã bay tới New York hôm 25 tháng 9 để tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và tổ chức một loạt các cuộc gặp song phương trước khi rời Moscow. Ông đã nói chuyện với hãng thông tấn TASS về tình hình hiện tại biên giới. Bất cứ nơi nào phương Tây xâm nhập để khắc phục một cuộc khủng hoảng, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Hàng nghìn nạn nhân, sự tàn phá và các vấn đề kinh tế xã hội kéo theo. Trong những năm làm việc của tôi trên trường quốc tế, chưa có trường hợp nào phương Tây can thiệp mang lại kết quả tốt. Bây giờ chúng ta đang thấy điều tương tự với Ukraine và cuộc xung đột Israel-Palestine, ông Lavrov nói với hãng tin này. Khi được hỏi giải pháp cho vấn đề đó, ông Lavrov thẳng thắn trả lời, chiến thắng, họ không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Theo ông Lavrov, toàn thể phương Tây đang tìm cách khuất phục toàn bộ thế giới theo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của mình, một khái niệm được Mỹ và các đồng minh của nước này đưa ra khoảng một thập kỷ trước.